Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi kết cá mới về cả nhà ơi. Đây thành quả nè. Đây. Có mấy con cá sặc to to nè cả nhà. Cá sặc nè. Còn trong vỏ lưới này là cá lóc nè cả nhà. Này, để mình lấy thào mình đổ nó ra nha. Này. Thào cả nhà. Có một con ếch nữa, để mình bắt ếch ra một cái. Đâu mất tiêu con ếch rồi. Đây. Để nó vô cái tụng này cả nhà ơi. Này. Cá lóc nè cả nhà. Mày to to không cả nhà ơi. Đây. Cá lóc đồng nha cả nhà. Này. Có cá chê vàng nữa nè. Con chê vàng này cũng to nè. Đây. Lóc bự bự không cả nhà ơi. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau.